Một vụ tai nạn lao động chết người vừa xảy ra tại nhà máy xay xác Ngọc Quyên ở xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Nạn nhân là bà Hồ Thị Thu, 57 tuổi, ngụ xã Thường Thế Hậu B, huyện Hồng Ngự, là công nhân dây chuyền bồn lò sấy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, ngày 10 tháng 3, trong lúc bà Thu di chuyển thang máy lên cao để làm việc thì không may thang máy bị đứt cáp khiến bà rơi từ trên cao xuống. Nhiều công nhân làm việc gần đó nghe tiếng động lớn chạy lại xem thì thấy bà Thu nằm bất động, đã nhanh chóng đưa bà Thu đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Được biết chiếc thang máy di chuyển bằng cáp này do chủ nhà máy tự chế để công nhân lên xuống hàng ngày thăm bồn sấy lúa ở độ cao khoảng 9 mét. Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.